Vâng, thưa quý vị và các bạn, để chung tay nói không với rác thải nhựa thì hiện nay một số cơ sở sản xuất chế biến đóng gói các cái bao bì sản phẩm trên địa bàn huyện Mường Ảng đã chuyển dần cái thói quen sử dụng túi ni lông sang sử dụng các cái loại vật liệu thân thiện với môi trường. Và để thấy rõ hơn được cái vấn đề này thì xin mời quý vị theo chân chúng tôi đến với một số cơ sở trên địa bàn huyện. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, hiện tại thì anh cũng như là công nhân đang triển khai làm cái công việc gì đấy ạ? Vâng, đây là em đang công đoạn đang đóng gói cà phê túi nhúng, một trong những dòng cà phê mới nhất trên thị trường bây giờ đây anh ạ. Vâng, anh có thể cho khán giả biết là vì sao anh lại sử dụng các cái nguyên vật liệu thân thiện với môi trường như túi giấy này để mà đóng gói các cái sản phẩm cà phê của mình không ạ? Đây là một trong những cái xu thế mới của thị trường. Bây giờ mà hộ em sẽ nhắm tới những cái thị trường rất là cái xu thế mới thị trường là vừa nhanh tiện lợi và đặc biệt là phải thân thiện với môi trường. Những cái dòng sản phẩm hộ em sử dụng đây là cái dùng cái vải không dệt, mà vải không dệt này của Nhật Bản, sử dụng toàn bằng cái dạy sơ tổng hợp ép ở nhiệt độ cao nên là rất thân thiện môi trường, chỉ vứt ra khoảng môi trường khoảng tầm 2 đến 3 ngày là tự phân hủy hết. Đối với lại cà phê hay là chè thì cần phải bảo quản lâu để giữ hương vị. Thì anh có thể cho biết là những cái túi lọc bằng giấy các thứ này thì nó có giữ được những hương vị như túi ni lông không ạ? Có chứ anh. Trước đây ấy thì tất cả mọi dòng cà phê hay chè đây sử dụng những cái túi bạc như này. Túi bạc như này thì bản thân của nó rất là bản thân vẫn giữ được hương nhưng mà lại mất rất nhiều chi phí để gọi là xử lý môi trường ở cái túi bạc này. Qua từ tiếp cận được các tiên tiến của nước ngoài thì em sẽ sử dụng bằng những cái túi giấy. Túi giấy bên trong này nó được tráng một cái lớp ni lông tái sinh, vừa giữ được hương vị cà phê vừa phân hủy rất là nhanh. Đấy, những cái túi. Có thể nói là với những cái sản phẩm thân thiện với môi trường như thế này thì rất là vừa tiện lợi cũng như là đảm bảo cái môi trường, hạn chế cái phát thải nhựa ra môi trường. Và có thể cho biết thêm thì anh An có thể cho quý thính giả biết thêm là những cái sản phẩm này được sử dụng và bảo quản như nào ạ? Toàn bộ những sản phẩm này khi đóng vào túi thì sẽ có một máy hàn là cái miệng này vào. Khi hàn miệng này vào thì toàn bộ sản phẩm sẽ được bảo quản trong này. Đấy, tất cả hương vị sẽ không bị mất trong vòng 8 tháng. Vâng, để thấy được cái sự tiện lợi của cà phê được bảo quản đóng gói trong những cái bao bì thân thiện như thế này thì sau đây chúng tôi mời quý vị các bạn cùng thưởng thức cũng như là xem các cái loại cà phê được sử dụng trong những cái loại bao bì như thế này. Phải cho mình theo cái khả năng của mỗi người là mình sẽ cho tùy từng cái lượng nước. Đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, ok. Thế anh cho vậy là mấy phút nữa là có cà phê uống. Thưa anh, thì khi mà sử dụng cà phê đóng gói vào như này thì nó thuận lợi và thuận tiện như thế nào cho người sử dụng không ạ? Cái gói cà phê này rất là thuận tiện. Anh đi bất kỳ đâu, nhất là những người đi đường dài, khách du lịch, người làm văn phòng, rất là tiện mà... chỉ cần có nước nóng là mình đã có một ly cà phê rồi, không phải phin, không phải lít kích, mà vừa tiện rồi, mà khi xong cái là mình tất cả những cái này xong cái là mình đút vào túi này là mình bỏ đi, mà nó vừa tiện vừa nhanh mà lại thân tiện. Ở bên công ty chúng tôi thì ngay tại gian hàng giới thiệu sản phẩm cà phê thì cũng có cái cốc giấy cũng là dùng một lần để cho khách uống cà phê mang đi để thay thế cho những cái dòng sản phẩm mà truyền thống trước đây là cái cốc nhựa như thế này. Cái cốc nhựa này thì thực ra nói nó không rất tiện môi trường, mình mất rất nhiều chi phí để ăn thì nó, nhưng mà cốc này thì đấy, anh xem cốc giấy này là dùng một lần, tất cả khách đến đây đều dùng cốc giấy một lần và mang đi. Như quý vị đã thấy, với những cái sản phẩm được sử dụng để thay thế các cái loại cốc nhựa, túi ni lông như thế này thì có thể nói là đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Hải An Mường Ảng cũng đã từng bước nói không với lại rác thải nhựa, phát thải ra môi trường.